phim Nhân gian tử ái. Tập 51. Báo cho cậu một tin rất vui nè. Tin rất vui gì? Có cách chữa trị đôi mắt cho mẹ cậu rồi. Thật vậy hả? Ừ, chỉ cần tìm được Minh Mục Diệp, tôi có thể chữa cho đôi mắt của mẹ cậu. Tôi sẽ đi tìm liền. Nè, chuyện gì nữa? Minh Mục Diệp được hái về đây rồi. Thật hả? Nhưng có điều nó là loài thực vật hẹp hòi nhất trong thiên giới đó. Muốn dùng nó cứu người phải dùng một vật trả một vật, một mắt đổi một mắt. Vậy dùng mắt của tôi, đi thôi. Trời ơi, không cần đâu. Tại sao? Chỉ có mình của muội mới cứu được mẹ cậu thôi. Nghe tôi nói mắt người móc ra rồi sẽ không còn. Nhưng mắt của hồ yêu sau khi được móc ra rồi á, nó sẽ tự mọc lại thôi. Thật hả? Ừ. Ý của ông tức là muốn nói cửa muội sẽ móc mắt ra, như vậy sau khi móc ra sẽ đổi cho mẹ tôi, sau đó ít lâu sẽ mọc ra hai con mắt mới hả? Không sai. Quý vị khán giả, độ khó của cuộc phẫu thuật lần này tương đối cao. Trong khắp thiên hạ chỉ có một mình lão thần y tôi mới làm được thôi. Quý vị nhất thiết đừng nên bắt chước nha. Có biết không? Ngoan ha. Tốt quá rồi. Nè, ông định khi nào là phẫu thuật? Tối nay. Nè, mẹ chưa ngủ hả? Mẹ con dẫn thần y lão nhân đến giúp mẹ chữa lành mắt nè. Không phải đôi mắt của mẹ hết cách cứu chữa rồi à? Trời ơi, không phải. Vì trước đây, tại tôi bị thiên trinh niệm chú khống chế, nên bất đắc dĩ nó không còn cách chữa. Thật ra vẫn có cách đó. Chỉ cần phu nhân nằm yên trên giường, đảm bảo ngày mai có thể nhìn thấy lại được ánh sáng đó. Được. Mẹ. Phu nhân à, bây giờ tôi làm phép để bà ngủ say. Đừng căng thẳng nha. Được. Mẹ. Mẹ. Phu nhân mẹ. Ơi. Phu nhân, chắc là có tác dụng rồi. Muội có một chút hối hận rồi. Vậy hay là trời, ông làm vậy là sao? Còn không mau lên đi. Sao muội lại hối hận được chứ? Nè. Rồi, đỡ cổ nằm xuống đi. Linh quang thủy nhiếp. Quang minh tốc hiện. Tốc hiện quang minh. Mẹ, dậy đi mẹ. Mẹ. Mẹ con đỡ mẹ nha. Tiểu Ngữ à? Ngồi yên nha mẹ. Sao con dậy sớm vậy? Ôi trời. Dạ. Mới mấy ngày không nhìn thấy con, sao con tiều tụy vậy? Mẹ. Trời. Mẹ nhìn thấy rồi hả? Mẹ nhìn thấy rồi hả? Nhìn thấy rồi. Số mấy? Số mấy hả? Là số mấy? Là 5. Đúng rồi, số 5. Trời ơi, tốt quá rồi. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhìn thấy rồi. Con biết rồi, chắc chắn linh hồn của cha trên trời phù hộ cho mẹ, giúp đôi mắt của mẹ được nhìn thấy lại đó. Trời ơi, nhờ cha con phù hộ đó. Lần này may nhờ có thần y lão nhân chữa khỏi đôi mắt cho mẹ. Thần y lão nhân? Không phải ông ta nói đôi mắt của mẹ chữa không khỏi sao? Đúng là có nói vậy. Ôi trời ơi, nói ra dài dòng lắm. Tóm lại mắt của mẹ đã khỏi rồi. Mẹ có thể tận mắt nhìn thấy hung thủ giết chết cha con. Mẹ nhất định phải trả thù cho cha con. Đúng, đánh cô ta. Được rồi, dìu dạ. Mẹ ra ngoài đi. Từ nha. Mắt của muội đau quá đi à. Mắt của muội đau lắm. Đau quá đi thôi. Thần y lão nhân à, sao của muội lại đau đến mức này? Mọc là hai mắt cũng giống như sinh con vậy đó. Đương nhiên là phải đau đớn rồi. Bộ sinh con đau tới mức này thì đương nhiên rồi. Trời, nhưng có nhất thiết phải trói của muội lại vậy không? Như vậy khó chịu lắm. Nè. Lúc này á, cậu không được đụng vào mắt của cổ. Nếu không bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển hết. Trời, nếu biết trước cửu muội phải chịu khổ như vậy, tôi sẽ không đồng ý cho cửu muội đổi mắt luôn rồi. Chính cửu muội không cho tôi nói. Cô ấy lo nó nói quá rõ ràng trước khi thực hiện cậu sẽ phản đối đó. Trời ơi, cửu muội ơi cửu muội, muội ngốc quá đi à. Được rồi, Tứ Hỷ à, huynh đừng lo lắng quá nữa. Muội không sao đâu, muội cố chịu một chút là được rồi. Hôm nay Lưu gia phải xét xử thiên trinh, huynh mau đi về đi.
Bây giờ Quynh là đại đương gia rồi đó, phải tới đó chủ trì đại cục chứ. Quynh mau đi đi. Trời ơi, bây giờ muội đau đớn như vậy, sao tao có thể bỏ muội một mình mà đi được đây? Tư Hỷ à, hả? Cậu cứ đi trước đi. Nếu cậu có mặt ở đây, của muội lại càng khó chịu hơn. Dù có đau đớn, cô ấy cũng không dám la lên đâu. Nhưng để của muội một mình ở lại đây, không nhìn thấy gì hết. Nếu bây giờ tôi bỏ đi, tôi sẽ lo lắng lắm đó. Cũng phải ha. Ừ. Ê, để đó cho tôi. Wow, đây là tôi đã bố trí kẻ giới ở đây. Bây giờ cậu có thể yên tâm theo tôi về Hắc Thi Lâm rồi chứ? Cậu hãy để cho củ mũi thỏa thích mà la hét ở đây đi. Ông đã bố trí kết giới hả? Phải rồi. Vậy có phải cô ấy vẫn ở đây một mình sao? À, nhưng mà cậu cứ yên tâm đi. Chúng ta đi chút xíu rồi sẽ về ngay thôi mà. Củ mũi à, mũi cố chịu nha. Ta đi chút sẽ về liền. Ê, hả? Đi đâu vậy? Không phải đi à? Lắc chạy với tôi đi nè, cầm chặt ha. Lắc như vậy hả? Ê, không phải vậy. Cầm chỗ này nè. Lắc vậy nè. Lắc đi. Đau quá đi. Đau quá đi. Đau chết đi được. Đau quá. Đau quá. Đau quá đi. Đau quá. Cửu muội, người có luôn gia bắt tỷ tỷ của mình đều là cái địch của mình. Mình phải trả thù. Trời. Ai đó? Là ai vậy? Các người, người của Lưu Gia làm tỷ tỷ tôi buồn. Tôi cũng sẽ làm cho Lưu Gia các người buồn. Ngô Tà, phải Ngô Tà không? Phải thì sao? Bây giờ tôi sẽ bắt cô đem về đó, đổi tự do cho tỷ tỷ tôi. Nè. Tiêu rồi. Bây giờ mình không nhúc nhích được, hai mắt mình vẫn chưa mọc lại nữa. Lỡ như Ngô Tà xông vào đây thật, vậy thì mình chết chắc rồi. Ngô Tà, cậu đừng đập nữa, đập không dở được đâu. Tôi da thôi nhiều thịt lắm, tôi không tin cũng thể đập dở cái kết giới thối này. Tới đây. Nhanh chút đi. Thiếu gia, cậu về rồi hả? Trời, mới một lúc không gặp thôi, đâu cần thiết phải làm vậy. Vậy hả, mới một lúc à? Nè, Dương Tuấn, khi nào mới bắt đầu xét xử vậy? Tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ thiếu gia về chủ trì đại cục. Ê, trời ơi, lần này tốt rồi, có thể trả lại sự trong sạch cho cửu mũi. Phải ra cuối cùng có thể trừng trị hung thủ tới pháp luật rồi. Phu nhân. Mẹ, tôi qua gặp mẹ tôi đã. Đi đi. Ê, trời ơi. Mẹ. Tứ Hỷ đây, à. Đây đây, ngồi ngồi. Phu nhân cẩn thận đó. Đây, ngồi. Mẹ. Hả? Mẹ, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Bà cảm thấy sao rồi lão phu nhân? Mắt cô bà đã khỏe lại chưa? Ông là thần y lão nhân hả? Không phải. Trời, sao ông ốm đi nhiều vậy? Làm trò vậy? Tứ Hỷ nói ông y thuật cao minh, đã chữa khỏi đôi mắt của tôi. Cho tôi nhìn ông xem. Không phải đâu mẹ. Không phải đâu. Thần y lão nhân ở bên này nè. Tôi đây. Thần y lão nhân. Tôi thấy rồi. Ông chữa khỏi đôi mắt của tôi. Tôi phải đa tạ ông mới phải đạo. Cặp mắt thương mà. Chuyện nhỏ có khó gì đâu. Nè. Sao lại đánh ông ấy? Tại có mũi. Tôi nói y thuật của tôi cao minh, vậy cho nên thay mắt nè, thay tim nè, thay thận, thay phổi. Đối với tôi mà nói không có gì khó khăn hết đâu. Phải, đáng tiếc tôi đây không cần thay tim thay phổi gì. Thần y lão nhân, tôi nấu nướng cũng không tệ lắm. Hôm nào rảnh tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đa tạ ông nha. Đa tạ ông đã chữa khỏi đôi mắt cho phu nhân của tôi. Nên vậy phải không phu nhân? Đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, có thể xét xử Thiên Trinh. Nhưng hiện giờ thôn yêu quái có nhiều khách như vậy, lỡ như để bọn họ nhìn thấy e rằng không tốt đâu. Trời ơi, mọi người yên tâm, thiếu gia đã tiên liệu và thu xếp thỏa đáng mọi chuyện rồi. Thiếu gia mời toàn bộ khách đến thám hiểm bộ đạo chơi hết rồi. Về phần của bố Lập Ni hả, bây giờ hiện đang làm hướng dẫn, cho nên một chút nữa cả một người khách cũng sẽ không có. Thật sự không ngờ rằng Tí Hỷ lại thu xếp chu đáo tới như vậy. Dương Tuấn hả? Cậu đi dẫn Thiên Trinh ra đây. Dạ. Mẹ, mời thượng tọa. Được. Tứ Hỷ à? Dạ. Bảo tọa này, con là đại công thần của Lưu gia chúng ta, bảo tọa này phải do con ngồi mới đúng chứ. Đại tẩu, để tán thành lời tẩu nói.
Tư Hỷ một thân một mình xây dựng nên thôn yêu quái, chứ chúng ta có chỗ ở ổn định. Bây giờ Tư Hỷ là một nam nhân có trách nhiệm rồi. Dạ phải, Tư Hỷ trưởng thành rồi, cũng chín chắn rồi, đã tới lúc đem chức vụ đương gia truyền cho Tư Hỷ rồi đó. Phải đó thiếu gia, nếu như lão gia ở trên trời của Linh Thiên, lão gia nhất định cũng sẽ hoàn toàn đồng ý cho thiếu gia ngồi lên bảo tọa này đó. Đi đi. Đi đi. Ừ, đi đi. Ừ. Được rồi. Hôm nay nhận được sự ủng hộ của mọi người dành cho tôi, cá nhân tôi cảm thấy thật sự rất vô cùng vinh hạnh. Vinh hạnh. Được. Nếu mọi người đều toàn tâm toàn ý tiến cử tôi, vậy cá nhân tôi từ chối thì bất kính quá. Trời ơi, trời ơi, xét xử xong thiên trinh chúng ta còn nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, cậu lẹ đi. Thắng đường. Hình như Ngô Tà sắp phá vỡ được kết giới rồi, nhưng mắt của mình vẫn chưa mọc lại nữa, phải làm sao đây ta? Ta nói rồi mà, ta chắc chắn có thể phá được cái kết giới thối tha này. Bây giờ ta sẽ bắt cô đi, đội tiểu tỷ ta ra ngoài. Nè Ngô Tà, sợi dây thừng này là do thần y lão nhân cột đó, cậu không mở được đâu, đừng có phí sức lực nữa mà. Ta không tin. Có phải không? Có phải không mở được không? Thấy chưa, tôi nói không sai, có phải không? Được thôi, ta sẽ bưng nguyên tảng đá đi luôn. Nè chờ một chút, chờ một chút. Ngô Tà, cậu nghe tôi nói trước đã. Thật ra thì không phải là chúng tôi bắt tỉ tỉ của cậu đâu, mà chúng tôi chỉ đang chơi trò chơi với cô ấy thôi hả? Chơi trò chơi? Là chơi trò gì? Chơi... Nè, không phải cậu hiện đang phụ trách giả làm ma để dọa khách trong thôn yêu quái hay sao? Chúng tôi đang chơi trò chơi này với tỉ tỉ của cậu đó. Ma dọa khách thì là thì trò chơi này chính là Dương Tuấn giả làm ma, tỷ tỷ của cậu là người đó. Hả? Không phải ma đều rất thích mỹ nữ xinh đẹp hay sao? Vậy cho nên Dương Tuấn sẽ phải đi bắt tỷ tỷ của cậu. Bởi vì ma thì phải bắt người mà, trò chơi đơn giản như vậy thôi đó, cậu có hiểu hay không? Tiểu tử Ngô Tà này chắc sẽ không thông minh đột xuất, biết rõ mình đang gạt hắn ta đó chứ. Không đúng. Ờ? Là cô gạt tôi. Hả? Làm gì có. Đó đâu có phải cái trò ma bắt người gì đâu. Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi đã từng chơi rồi, đó là quan binh bắt cường đạo. Đúng. Ở trời ơi, chính là quan binh bắt cường đạo. Sao tự nhiên tôi nhớ lộn tên vậy cả? Không sai, chính là quan binh bắt cường đạo đó. Tôi đã nói không phải ma bắt người rồi mà, là quan binh bắt cường đạo. Nói vậy thì nếu như các người đang chơi trò chơi với nhau, vậy thì không sao rồi. Hả? Đương nhiên không sao rồi, cậu cứ yên tâm đi. Vậy tôi có thể đi rồi ha. Cậu mau về đi. Được rồi, lên. Vậy cô nghỉ ngơi đi. Được rồi. Tôi đi ha. Đi thông thả nha. Chơi mà không rủ mình, mấy người này kỳ ghê. Thiếu gia, tôi đã đưa yêu nữ tới rồi đây. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống mau. Quỳ. Quỳ. Ta không quỳ. Quỳ xuống. Thôi khỏi quỳ đi. Tội phụ thiên trinh, cô và nhị cô của tôi cùng nhau hãm hại Lưu gia, giết chết cha tôi. Cô nhận tội không? Dù gì bây giờ ta cũng rơi vào tay các người rồi. Không phải các người chỉ muốn tìm một kẻ chết thay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Quỷ chết thay gì chứ hả? Cha tôi rõ ràng là bị cô hại chết. Cô là hung thủ giết người. Hung thủ giết người. Chẳng qua ta chỉ làm theo lời dặn của Lưu Lợi mà thôi. Nên hung thủ thật sự phải là bà ta. Cho nên dù phải chết thì cũng nên bắt đầu từ bà ta. Được, Lưu Lợi chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội để biện hộ. Cô phải nắm bắt cơ hội, đừng nói tôi không nhân từ. Nhiều người như vậy xét xử một mình ta là đang nhân từ sao? Là ý đông hiếp yếu thì có. Ả yêu tinh này cũng lẻo mép lắm. Đừng phí sức giả, để ta cho ả biết tay. Nè, khoan đã. Tao muốn hỏi chuyện cô ta. Cô nói Lưu Lợi sai cô làm chuyện gì thì cô làm chuyện đó. Nhưng tôi thấy cô đâu phải loại yêu tinh ngoan ngoãn nghe lời đâu. Cô nói thật cho tôi biết, cô và Lưu Lợi đã bắt tay nhau làm ra những chuyện xấu gì? Thật sự là ta không cam tâm tình nguyện. Nếu không phải vì muốn giải cứu Hách Đại Dương,
ta sẽ không hợp tác với bà ta đâu. Ơ, cô cứu Hắc Đại Dương thì liên quan gì tới nhị cô của ta chứ? Phải đó, đương nhiên là có liên quan. Điều này thì phải hỏi đương gia mới của các người, Lưu Thứ Hiển. Cái gì? Lưu Thứ Hiển vì muốn được làm con rể của Linh Sơn, lấy lòng Linh Thiên Ảo, nên đã bắt Hắc Đại Dương nhúc ông ấy vào trong băng lao. Ta vì muốn giải cứu cho Hắc Đại Dương, không còn cách nào khác, phải hợp tác bà ta đã thương Lưu Kiến. Nói như vậy thì hung thủ hại chết ông ta phải là Lưu Thứ Hiển mới đúng chứ ha? Ả yêu nữ đáng ghét này, rõ ràng là cô mới là hung thủ giết người. Cô không nhận tội, cô ở đây ăn nói bậy bạ điên đảo thị phi hả? Hả? Ai thèm điên đảo thị phi? Nếu như người không tin, người có thể hỏi Lưu Tứ Hỷ mà. Nè, Tứ Hỷ. Dạ. Hắc Đại Dương bị nhốt vào băng lao không phải do cửu muội làm à? Là do cửu muội làm. Chỉ có điều con và Dương Tuấn cũng đã giúp cô ấy chút xíu. Con cũng đã nói với mọi người rồi. Trời ơi ca ca, nhưng ca đâu có nói gì muốn lấy lòng Linh Thiên Ảo, bởi vì ca bị hồ ly tinh làm cho mê muội nên mới làm lỡ đại sự đó. Cô ấy không mê hoặc huynh, huynh thật lòng thật dạ thích cửu muội mà. Bởi vì ca quá thật lòng thích cửu muội cho nên mạng sống của cha phải mất luôn đó, ca cảm thấy vậy đáng sao? Ta đã nói rồi mà ha, chính là Lưu Thứ Hỷ đã hại chết Lưu Kiến chứ còn ai. Bản thân các ngươi cũng đang nghĩ vậy còn gì. Cô ăn nói bậy bạ. Nói bậy nè, ăn nói hàm hồ nè. Được rồi. Hắc Đại Dương là kẻ nổi tiếng xấu xa, Tứ Hỷ và tôi chỉ thay trời hành đạo, vậy có gì không đúng? Mẹ đứng về phía con hả? Mẹ đương nhiên đứng về phía con. Cô ta đang gây chia rẽ quan hệ của mẹ con chúng ta. Con tưởng mẹ không nhìn ra lòng dạ nham hiểm của cô ta sao? Mẹ già rồi thật, nhưng trong lòng mẹ hiểu rõ, mẹ không mù. Con nghe thấy chưa? Mẹ tôi cũng đứng về phía của tôi đó, thấy chưa? Được, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, trả lại trong sạch cho cửu muội. Khai đao. Khoan, chờ một lại chút. Lại sao nữa đây? Hôm nay đánh nhau với ông ta, ta chỉ mới đả thương ông ta thôi, chứ võ công của ông ta làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ? Ai yêu tình đáng ghét này, sắp chết tới nơi rồi, còn muốn quỳ biện hả? Ta không có. Xem ra hôm nay ta không bắt ngươi trả giá thì không được rồi. Phải đó Tam Thúc, đừng phí lời với cô ta nữa, xử lý cô ta đi. Xử lý đi. Kim Thủy Tư Quỷ, Ngũ Lô Lập Tỉnh. Khoan đã. Thần Y Lão Nhân. Ê nè. Ê trời, cuối cùng ông cũng tới. Ê trời, tôi tìm ông khắp nơi, ông chạy đi đâu vậy hả? Tôi đi thả chất dư thừa trong người ra thôi. Người lười đi cho lắm. Trời, ông còn chờ gì nữa? Tầm tin này tội ác tày trời, chết 100 lần cũng không đủ đó. Sự việc là như vậy nè, những gì cô ta nói không phải không có lý đâu. Bởi vì đây, cái này là chuối của tôi chứ bộ. Ngon lạnh gì đâu giữa ẹt. Trời ơi, cái chết của Lưu Lão Gia không hoàn toàn do cổ làm đâu. Thần Y Lão Nhân. Ngày hôm đó sau khi cha tôi bị Thiên Trinh đả thương, ông bắt mặt cho cha tôi mà, còn nói cha tôi hết đường cứu tôi. Trời ơi, đúng vậy, lúc đó tôi nói vậy mà. Nhưng mà ông ấy chết á, thật ra là do một nguyên nhân khác. Trời ơi Thần Y Lão Nhân à, không phải là tôi đã giúp ông cắt đứt cái vòng dây tơ cô ta cột ở trên cổ của ông rồi hay sao? Sao ông còn nói giùm cho cô ta chi vậy? Không lẽ là ông lại bị cô ta uy hiếp nữa hay sao hả? Ông nói, ông mau nói đi. Phải đó, có phải không? Làm gì có, không có đâu, thật sự không có. Nhưng mà cái chết của Lưu Kiến á, ngoài cô ta ra thì còn có một nguyên nhân khác nữa. Là nguyên nhân gì vậy? Đó chính là... Mẹ, nói với các người rồi mà, chỉ là đồ giả thôi. Quay lại đi. Ê, họ đang làm gì vậy? Sao ai cũng hút quản hết vậy? Thì chơi trò chơi, rồi sợ đó. Trò chơi này ở trong thôn Yên Bái chúng ta là trò chơi được yêu thích nhất, có tên Thám Hiểm Bộ Đạo. Cậu từng chơi chưa? Chưa chơi. Ngay cả trò này cũng chưa chơi hả? Đồ nhà quê. Nè, cũng đúng lúc, bây giờ cũng đâu có còn người nào, hãy tranh thủ trải nghiệm đi. Bảo đảm, làm cậu sợ đến ướt quần luôn. Trò này có gì vui đâu. Tôi nói huynh nghe nè, ở trên thế giới này trò chơi vui nhất chính là Quang Minh Bắc Cường Đạo đó, có biết chưa? Quang Minh Bắc Cường Đạo hả? Hoàn toàn chính xác. Không đúng,
là quan binh bắt cường đạo gì? Đó là trò chơi gì? Chơi chơi quá hả? Đồ nhà quê. Tôi nói Huynh nghe nè, bây giờ bọn họ đang chơi rất vui vẻ. Tỷ tỷ tôi làm cường đạo, cả nhà tới hỉ làm quan binh. Sau khi họ bắt tỷ tỷ tôi lại, cùng chơi với nhau rất là vui. Cậu có bị khờ không vậy Ngô Ta? Tại sao cậu, con hổ, con chuột, khờ đến nỗi không phân biệt được? Đó là sự thật, không phải trò chơi gì đâu. Huynh nói họ bắt tỷ tỷ tôi là bắt thật à? Đúng vậy, bởi vì tỷ cậu Thiên Trinh đã làm chuyện xấu nên mới bị cả nhà Tứ Hỷ bắt giữ lại. Lúc này cháu có lẽ đã chết không kịp ngáp rồi. Tôi và Thiên Trinh cùng là yêu quái ở Hắc Thi Lâm, tôi thực sự không thể chịu được nỗi cảnh đó. Vậy nên tôi mới ra đây tiếp đãi khách nè. Đồ ngốc. Ý Huynh nói Tứ Hỷ bắt tỷ tỷ tôi là sự thật hả? Đúng vậy. Đáng ghét. Vậy là của mũi gạt tôi rồi. Tôi tìm mã tính sổ đi. Cửu mũi gạt hắn. Nói gì vậy trời. Trời ơi, thôi kể đi. Mình cứ lo làm tốt chuyện của mình là được rồi, vậy tốt hơn ha. Hình như mắt mình không còn đau như trước nữa. Xem ra mắt của mình không bao lâu sẽ mọc lại thôi. Ngô Tà, sao cậu quay lại đây nữa vậy? Cô chính là kẻ lừa đảo. Họ không có chơi trò chơi gì hết á. Sự thật là Tứ Hỷ đã bắt tỷ tỷ của tôi. Bây giờ tôi bắt cô và đưa cô tới đó để cứu tỷ tôi. Ngô Tà, nè cậu nghe tôi nói đã mà. Nè Ngô Tà, cậu trời ơi, cậu bê không có nổi đâu. Cái này là cô ép tôi. Tôi bê không nổi thật, tôi biết biến mà. Trời ơi. Chính là... Ê, trời ơi, ông nói nhanh lên đi. Lúc trước á, ở trên pháp trường tôi cũng đã từng sử dụng cách này rồi. Nên có câu lần thứ nhất dùng là thiên tài, lần thứ hai dùng là đồ ngốc. Ông đừng học tôi, mau nói trọng điểm đi. Phải đó, mau nói trọng điểm đi. Là do nó hại chết đó. Ông nói là tôi. Không phải cậu đâu. Nó đó. Làm gì vậy, đừng sợ máu lung tung mà. Nhanh thôi, chờ xíu đi. Mau lên đi. Khó đi. Là nó đó. Võ Tấn Dương phu nhân. Không sai. Bởi vì muốn sử dụng vô cực đoạn tình trưởng thì cần phải triệu hồi Võ Tấn Dương phu nhân nhập thân. Nhưng mỗi lần sử dụng sẽ tổn hao 5 năm tuổi thọ lận. Cha của cậu chính là bởi vì tổn hao quá nhiều nguyên khí nên cuối cùng bị dầu khô đèn tắt rồi. Vậy bây giờ ý của ông là cha tôi là bị Võ Tấn Dương phu nhân hại chết à? Hoàn toàn chính xác. Tôi không tin đâu, sao có thể như vậy được, tôi không tin. Tôi không tin. Ông nghĩ đi, lão gia là người tốt hết chỗ nói, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy được chứ? Ê, các cô không tin có thể hỏi thử phu nhân mà. Phu nhân. Tôi không tin, cha tôi là người tốt, ông trời sẽ không đối với cha như vậy. Ê nè, khoan đã. Thần y lão nhân nói không sai đâu. Trước khi lâm chung, cha dặn đi dặn lại huynh không được tùy tiện sử dụng vô cực đoạn tình trưởng, cũng chính vì nguyên nhân này đó. Mụi không tin, không thể như vậy được. Mụi không tin. Làm sao như vậy được chứ, không thể nào đâu, mụi không tin. Ta đã nói rồi mà, hôm đó ta dùng sức rất nhẹ nhàng. Võ công của Lưu Kiến thì cao như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng vậy được. Đang tại thần y lão nhân trả lại công bằng cho ta. Im miệng. Dù nói gì đi nữa, lão già đã chết trong tay cô. Hôm nay tôi sẽ giải quyết cô. Mẹ. Dừng tay. Tứ Hỷ, quên mau nghĩ cách cứu muội với. Nè, muốn giỡn trò gì với cửu muội đi? Nếu muốn cứu cửu muội, đưa tỷ tỷ tôi ra đây trao đổi đi. Nhớ. Nè, đuổi theo. Ê, chờ tôi nữa. Trời ơi. Ngô Tà, mau thả tôi ra đi mà. Đúng rồi, đó. Tiểu đệ. Ê trời, rốt cuộc còn muốn cái gì đấy? Lũ Tư Hỷ, mau thả tỷ tỷ ta ra. Một người đổi một người. Một người đổi một người, không vấn đề. Chỉ có điều, cậu nhất định phải giữ đúng lời hứa. Trước giờ ta chưa từng gạt ai hết. Đón lấy. Tỷ tỷ. Mình đi mau thôi. Dạ được. Tư Hỷ. Cứu muội nè, không sao chứ? Không sao. Tư Hỷ à, đuổi theo đi, đứng nó làm gì? Không cần đuổi theo đâu. Không phải thần y lão nhân đã nói cái chết của cha là do sử dụng vô cực đoạn tình trưởng quá độ mà gây nên. Hơn nữa chủ mưu thực sự của chuyện này là nhị cô. Chúng ta bắt Thiên Trinh thì có tác dụng gì? Vậy ý của con là muốn nói quan gia đình giải không nên kết. Dạ phải.
Chúc mừng phu nhân. Chúc mừng phu nhân nha. Bà không giết Thiên Trinh, đời sau Lưu gia ắt sẽ có con cháu đầy đàn. Phu nhân bỏ đi một xác để mà cứu giúp được tất cả mọi người, sau này hoàng bình thế giới sẽ nhờ vào một mình phu nhân đây đó. Đừng nói giảm nữa. Mau cứu cô ấy đi. Phải à. Ê trời ơi. Nè, nhiều cổ vô trong đi. Chúng ta vô trong. Tội nghiệp cổ. Nè, ngồi mũi xuống không đi. Sao? Ngồi xuống. Từ từ thôi. Từ. Nàng cố chịu chút nha. Thần y lão nhân sẽ có cách chữa khỏi cho nàng. Thần y lão nhân mau lên. Được rồi. Trước tiên hãy cho tôi biết ông định đâm vào đâu để tôi và cứu muội còn chuẩn bị tâm lý nữa. Cái kim này trước tiên sẽ đâm. Ê, cậu là thần y hay tôi thần y vậy? Cậu chữa hay tôi chữa đây? Nói đi. Ông chữa. Tôi chữa thì cậu tránh ra. Nhiều quá. Được rồi. Thần y lão nhân mà kể quên ấy đi. Làm mau. Rồi. Khoan đã. Làm mau lên cái đi. Cái gì ở đây trời hả? Tôi muốn hỏi một chút. Thật ra mắt có của muội bị cái gì? Sao lại bị thương tới mức này? Cái này. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì hả? Không. Tứ Hỷ à, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cậu nói đi, nóng được chết đi. Con cứu muội là. Trời ơi, rốt cuộc của ta bị gì vậy? Nói đi. Trời ơi, con nói. Thì là bởi vì con ra bên ngoài đi dạo, rồi sau đó con bất cẩn đụng phải một cái cây rất là to, nên mắt con không nhìn thấy gì hết. Thì ra là vậy. Đi đứng không lo nhìn để đụng trúng cây, mắt mũi để đâu vậy? Trời ơi, thiếu gia, rốt cuộc thực sự là thế nào? Mau nói đi. Trời ơi, tôi không nói, ông nói đi. Trời ơi, nói đi. Lại là tôi rồi hả? Nói đi, mau lên đi, mau lên. Nói đi mà. Thì vừa rồi mắt của phu nhân bị mù, cửu muội thấy vậy nên rất khó chịu trong lòng, rồi cổ vì cứu bà cho nên mới trở thành vậy nè. Ê, ông trị bệnh cho tôi thì có liên quan gì tới cô? Phải ta đó, chứ liên quan gì chứ? Thứ phu nhân được thay là mắt chứ đâu phải là thay não đâu, hỏi gì kỳ cục vậy? Nó đơn giản là cửu muội lấy mắt của mình đổ cho bà đó. Vậy ý của ông là đôi mắt của tôi là mắt của cô ta sao? Không sai. Mắt của hiệu trẻ tuổi phải nhìn thấy mọi vật đặc biệt rõ ràng không? Lại còn được bảo hành mấy trăm năm, bà lời to rồi còn đòi hỏi gì nữa? Lời thì có lời thật, nhưng mà cửu muội, cô không thể vì tôi mà hy sinh bản thân của mình. Trời ơi, cảm động không chỉ mỗi cái việc này đâu nha. Cửu muội còn thần y lão nhân không được nói. Không sao. Cửu muội vì muốn lấy được dược dẫn, một mình mạo hiểm xông vào bồng lai tiên cảnh lấy trộm minh mục diệp cho bà đó. Nó không nhờ tôi thần thông quảng đại cứu cổ hả? Không biết chừng cô đã bỏ mạng rồi. Có phải cảm động không vậy? Mấy trăm năm nay tôi chưa được nghe câu chuyện nào cảm động như vậy. Có phải rất ấm áp và rất cảm động không vậy? Thật tình tôi cảm động khóc mấy lần luôn. Vậy sao? Đây chính là lần đầu tiên trong đời tôi trị bệnh mà không thu tiền. Còn nghĩ tôi cảm động tới đâu? Còn không cảm động hả? Còn nói cảm động đi. Cảm động quá. Cảm động dễ sợ. Chết rồi, mọi người nhìn kìa, mắt cửu muội chảy máu đó. Mắt của muội đau quá đi à? Vậy phải làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi, mau dìu cổ vào trong đi. Mau lên. Vào trong lên. Giúp cô đẹp đường vào trong được nghe. Nhìn lên. Kịp. Nè thần y lão nhân, tại sao mắt của cửu muội lại bị chảy máu vậy? Tôi bố trí cách chơi đó chính là cho cửu muội được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để mắt cô ấy nhanh mọc trở lại. Nhưng ai ngờ bị Ngô Tà đến làm loạn như vậy, vết thương của cổ đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Thì ra vẫn có thể mọc lại được. Vậy chút hy sinh nhỏ nhoi này đâu có đáng gì đâu chứ, phải chứ không? Gì nữa? Tóm lại vẫn có thể nhìn thấy đường, cùng lắm nhất cô ta trở lại hang động đó lần nữa để mắt mọc lại là xong chứ gì. Tôi đồng Trời ý. Trời ơi, hai cô nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá ha. Hai cô tưởng đang trồng cà rốt củ cải hả? Nhổ xong mọc lại hay sao? Đây là mắt người ta đó, nó xử lý không tốt và vết thương nhiễm trùng. Tôi cũng bó tay hết cách luôn, nhất định phải nhờ chân khí của Linh Thiên Ảo hỗ trợ đó. Linh Thiên Ảo? Hả? Mẹ tôi hả? Không được đâu. Sự việc lần này tuyệt đối không được để mẹ tôi biết. Được rồi. Linh Sơn chúng tôi và Lưu gia khó khăn lắm mới làm cho quan hệ biết tốt rồi, lên biết rồi. Nếu để mẹ tôi biết chuyện dẫn tới hiểu lầm gì đó vậy phải làm sao đây? Được rồi, bình tĩnh đi. Bây giờ chưa tới mức phải làm như vậy đâu. Vẫn còn cách hay hơn. Trời mà ơi, đừng có nói nhiều nữa. Mau tranh thủ khám mắt cho cửu muội đi. Tất cả chúng ta ra ngoài hết nào. Ra ngoài hết. Đi. Yên tâm đi, muội không sao đâu. Muội không có sao. Lão nhân nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng thôi. Nàng yên tâm đi. Kim Châu à? Tứ Hỷ, tao ở đây. Muội nói cho huynh nghe, huynh nhất thiết không được nói với mẹ muội về sự việc này, huynh biết chưa? Trời ơi, gật đầu hay là lắc đầu vậy? Muội không nhìn thấy mà. Ta biết rồi mà. Biết rồi thì tốt. Thần y lão nhân sẽ chăm sóc cho nàng. Được rồi, huynh mau đi ra đi, sao mà nói nhiều quá. Đi thôi thiếu gia.
Thần y lão nhân à, thế nào rồi, có chữa khỏi được không? Cô yên tâm đi, bản thân tôi cũng không có dám chắc chuyện này đâu nha. Nó giỡn thôi là ghê quá. Tôi đã nghe thấy cô muội nói rồi đó, không lẽ tẩu không cảm động chút xíu nào sao? Tuy cửu muội là hồ yêu nhưng lại rất thấu tình đạt lý, đúng là hiếm thấy. Cô ấy và Tứ Hỷ họ đều rất chân thật với nhau. Điều này vô tình làm cho muội nhớ lại câu chuyện giữa muội và Lưu Trung. Lúc đó muội và Lưu Trung môn không đăng hộ không đối, chịu đủ trắc trở. Đại tẩu, chuyện này tẩu cũng là người biết rõ nhất mà. Khoan đó đại tẩu à, trước đây nếu không nhờ tẩu giúp đỡ, đệ và A Tú cũng không thể nào kết thành phu thê bên nhau tới giờ được. Mẹ, mẹ cũng thấy rồi, cửu muội thật sự tốt với con vô cùng luôn đó. Xin mẹ hãy tác thành con và cửu muội thành thân đi. Xin phu nhân nghĩ lại. Tuy biết rằng cửu muội đã hy sinh đôi mắt của mình để cứu phu nhân, nhưng mà đôi mắt của cô ta bây giờ vẫn có thể chữa trị mà. Không thể nào vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ cả đời thiếu gia được đâu phu nhân. Nè, tôi và cửu muội rất là hạnh phúc, đâu ra cái chuyện làm lỡ cả đời. Con không biết, con không biết đâu. Tóm lại ngoài một mình con ra, ai cũng không được làm vợ của thiếu gia hết. Nếu thật tình không được nữa, vậy cùng lắm con sẽ lấy hai mắt của mình ra trả lại cho cửu muội đó, không phải được rồi sao? Trời đất, có cần thiết phải làm vậy không? Trời ơi, muội có móc mắt ra cũng vô ích mà thôi. Muội đứng lên đi, đừng có gây chuyện không nữa mà. Không biết, nếu như không cho muội được lấy thiếu gia, muội không đứng lên, không đứng lên, không đứng lên. Kim Châu à, tôi biết cô đối với tôi đặc biệt tốt, tôi thật sự rất cảm kích cô. Nhưng mấy chuyện tình cảm nam nữ thật sự không thể nào miễn cưỡng, cô biết không? Trời ơi, cô làm gì? Cô làm gì? Cô làm gì? Muội, tại sao huynh lại không chịu đón nhận Kim Châu? Sao huynh lại ghét Kim Châu đến vậy chứ? Không phải là tôi ghét cô đâu, chẳng qua tôi. Trời ơi, làm vậy mà. Huynh tránh ra đi, tránh ra, tránh ra. Lúc nào ta cũng bên cạnh muội, đương nhiên không có thời gian dung đắp tình cảm với Kim Châu rồi. Còn nữa nè, mẹ, con ủng hộ Kim Châu, con không muốn cô cửu muội đó làm đại tẩu của con. Nè nè nè, thời khắc quan trọng này, muội đừng tác quan tác quái nữa được không? Muội cũng từng thích người khác, người hữu tình không được ở bên nhau sẽ đau khổ dường nào, muội phải hiểu rõ mới phải chứ. Trước giờ toàn là người khác theo đuổi muội thôi, muội phiền chết đi được, làm gì có chuyện muội bị người ta chia rẽ nguyên ương. Muội không hề có trải nghiệm đó, hơn nữa muội rất ghét cửu muội đó, muội không muốn gọi cô ta là đại tẩu. Trời mẹ, muội không chịu nói lý lẽ gì hết, uổng công con yêu thương muội ấy kìa mẹ. Được rồi, được rồi, được rồi mà. Nghe con đi, 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 nghe con đi. Thật ra thế nào rồi thần y lão nhân, sao nãy giờ ông không nói gì hết trơn vậy? Trời ơi, hồi nãy khi tôi nói chuyện cô cứ kêu tôi im lặng đi, bây giờ tôi không nói gì tập trung chuyên môn khám bệnh à, cô lại bắt tôi nói chuyện, hội các cô khó chịu quá. Trời ơi, bình thường cách ông nói chuyện đúng là đáng ghét, nhưng mà bây giờ tôi bị bịt hai mắt không thể nhìn thấy gì hết trơn. Ông mà không chịu nói chuyện, trong lòng của tôi thấy lo lắng lắm. Đừng có lo, đừng có lo. Cô muốn nhìn thấy lại ánh sáng thì đừng có nói nhiều, hãy ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói. Trước tiên tâm lý phải ổn định cái đã, tiếp tục cho tôi chữa trị, không được quấy rối, cũng không được lên tiếng gì. Cứ yên tâm đem bản thân cô giao cho tôi chữa trị ha. Ê, im lặng, thấy ghê quá, im lặng đi. Ê, im lặng đi, trời mà, ngoan đi. Trời ơi. Mẹ à, về tình về lý Kim Châu vẫn thích hợp làm con dâu của Lưu gia chúng ta hơn. Mẹ mau cho ca ca và Kim Châu thành thân đi. Thích Kim Châu tới mức đó, cưới cô ấy đi ha. Đúng rồi, ca bị khùng thì có ca bị khùng, ca bị khùng. Được rồi. Mẹ, quá trời sao luôn. Mẹ tỉnh lại. Hôn sự của ca ca con, trong lòng mẹ đã hiểu rồi. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là gì? Quan trọng nhất là bắt hồ ly. Tuy bây giờ chúng ta sống ở đây rất thoải mái, nhưng có điều chúng ta vẫn phải quay về Tuyết Nghiên Đường, có đúng vậy không? Chúng ta quay về để làm lại từ đầu. Phải. Vậy mới không có lỗi với cha các con. Phải, với liệt tổ liệt tông, đúng không các con? Hả? Vậy Kim Châu à, cô an tâm đi ha, cô chắc chắn sẽ là đại tổ của tôi, yên tâm. Được rồi. Bây giờ cả ca con là người trưởng thành, là chủ của một nhà rồi, vậy nên tất cả mọi người đều phải nghe theo ca ca con. Nghe theo cậu. Thần y lão nhân.
Sao toàn thân ông đều run rẩy vậy chứ? Có hả? Làm gì có đâu. Ôi trời ơi, không sao đâu. Ông thả lỏng đi ha. Ôi trời ơi, thần y lão nhân, ông chảy nước dãi không, kìa. Không, mồ hôi thôi. Ồ. Mồ hôi thôi. Giúp tôi lau mồ hôi đi cô. Tôi còn tưởng tại vì tôi hấp dẫn quá chứ. Vậy đã được chứ? Lau vậy được rồi, đa tạ. Đừng rung nữa, đừng rung nữa ha. Cô muội à, bây giờ tôi đây là thời khắc quan trọng mà. Tôi sẽ mở cái miếng vải này ra rồi đâm vào mắt cô. Cô làm ơn đừng nhúc được nhát. Rồi không sao đâu, làm đi. Rồi. Phu nhân, không được đâu. Nếu thật sự chấp nhận cho cửu muội gả cho nhà chúng ta, nhất định sẽ làm mất gia phong của Lưu gia đó. Phải đó mẹ, nhất thiết không được cho phép nha. Tuy ca ca là đại đương gia nhưng mà hả, hôn nhân đại sự nhất định phải do cha mẹ làm chủ, có phải không? Nếu cho cửu muội gả vào nhà thì luật lệ nhà chúng ta phải làm sao, phải làm đây? Sao đây? Không được cho phép nha mẹ. Ôi trời ơi, được rồi, tất cả đừng nói nữa. Ôi trời ơi, xấu thì xấu vô đôi mắt của cửu muội ở đây nè. Sao vậy mẹ? Đôi mắt này không dùng được hả mẹ? Ôi trời ơi, mắt dùng rất được. Chính nó đã giúp mẹ nhìn rõ thế nào là tốt, thế nào là xấu. Cho nên mẹ nhất định phải cảm tạ cửu muội. Tứ hỉ qua đây. Dạ tới liền mẹ. Có yêu cửu muội không nói lớn lên. Yêu. Trời ơi, được rồi, mẹ đáp phần cho con. Mẹ mẹ à, hay như cảm kích vô cùng. Đừng có khóc. Ông còn mang chúc mừng tôi đi. Chúc mừng gì? Trời ơi, mẹ tôi đã đồng ý hôn sự giữa tôi và cửu muội rồi. Tôi không biết có nên chúc mừng cậu hay không nữa. Rốt cuộc mắt của cửu muội thế nào rồi hả? Mau nói đi, nói mau đi. Muốn cái mặt tôi ra. Nói mau đi. Tôi muốn nói, nếu cậu thật sự yêu một người, cho dù cổ mù lòa cậu cũng sẽ yêu cổ chứ. Ê, làm gì sự vậy? Cậu không sao chứ? Vào trong thăm cửu muội trước đi. Được. Cứu mũi. Không sao đâu. Từ nay về sau, ta sẽ là mắt của nàng. Ta sẽ đưa nàng trải qua thay đổi của bốn mùa. Đưa nàng vượt qua biển người đông đúc nhất. Đưa nàng đọc hết biển sách lớn nhất trên đời. Bởi vì ta là mắt của nàng, ta sẽ giúp nàng nhìn thấy thế giới như đang trước mắt nàng. Nhưng mà màu đen trước mắt không phải đen. Màu trắng huynh nói là trắng thế nào chứ? Bầu trời xanh mà người ta nói trong ký ức của muội là trời xanh sau lưng mây trắng. Nàng yên tâm, mẹ nhất định sẽ có cách mà. Sau khi chúng ta bái đường xong, chúng ta sẽ lên Linh Sơn. Bái đường? Bái đường gì vậy? Mẹ đã cho phép chúng ta thành thân rồi. Thật vậy hả? Đúng vậy. Nè. Mẹ cho phép chúng ta thành thân sao? Có phải là thật là không thật đó? Có phải là thật mà. Không? Tốt quá rồi. Trời đất ơi, sao mặt của huynh lại bị nổi mụn như vậy chứ? Không phải muội kêu huynh mỗi ngày uống nhiều nước một chút hay sao? Khoan đã, không phải nàng bị mù sao? Sao nàng có thể nhìn thấy ta? Mù đâu, huynh mới mù đó. Vậy sao hồi nãy nàng nói cái gì màu đen trước mắt không phải đen, màu trắng ta nói là trắng thế nào hả? Trời ơi, hồi nãy muội chỉ chơi trò chơi nói lời bài hát với huynh thôi mà. Vậy tức là nàng không bị mù? Không có. Tốt quá rồi, ta muốn nhảy múa. Trời ơi, nè. Lại nhảy hả? Tức chết đi được. Ta muốn nhảy múa, ta vui quá đi. Thằng y lão nhân lừa gạt ta. Ông ấy nói không thể chữa khỏi mắt của nàng. Cho nên vừa rồi ta mới nói những câu nổi với gà đó chứ nào. Thế, đã vậy thì chúng ta cũng lừa lại ông ấy đi. Ý hay, đi. Đi thôi. Thần y lão nhân ơi, cửu muội vẫn không nhìn thấy được, phải làm sao đây? Trời ơi, thần y lão nhân. Nè, giảm béo hả? Giảm béo sao? Được rồi, tôi coi thử. Thần y lão nhân cứu tôi đi. Tôi coi thử cho. Nè, bình tĩnh lại đi. Nè, bình tĩnh lại. Cầm nhìn tôi coi. Sao lại như vậy được chứ? Tại sao lại như vậy? Ông nói đi hả? Được rồi. Xem gì nữa mà xem. Ông vậy mà cũng tự xưng là thần y. Mau trả mắt của cửu muội lại cho tôi. Xem gì nữa mà xem. Đừng mà. Thiếu gia, đừng có làm như vậy. Thiếu gia, cậu bình tĩnh đi. Thiếu gia. Hai người cười gì vậy?
Lần này bị chúng tôi lừa lại rồi ha. Trời ơi, hai người dám lừa tôi ha. Không sao rồi, không sao hết. Chờ đến đêm động phòng của hai người đi. Sẽ tôi kéo hai người ra sau nè. Trò đùa của thần y lão nhân đúng là hơi quá đáng, nhưng mà ông ấy đã chữa khỏi mắt cho con, lại ra sức thúc đẩy hôn sự của con và Tứ Hỷ. Vậy ta chúc mừng con nha. Phải đó cô muội, chúc mừng cô. Đa tạ, đa tạ Tam gia. Ê, con gọi ta là Tam gia hả? Ồ, đa tạ Tam thúc. Vậy mới phải chứ. Nè, ta nói con nghe, khó khăn lắm đại tẩu mới thừa nhận con là con dâu, còn không mau ra mắt đi. Mẹ à, hôm nay cuối cùng con cũng được chính thức gọi mẹ một tiếng là mẹ rồi đó mẹ. Được rồi, đứng lên đi. Sau này sẽ là người một nhà rồi. Con phải đối tốt với Tứ Hỷ, giúp Lưu gia chúng ta trở lại như xưa. Con biết rồi mẹ à, mẹ yên tâm đi. Mẹ yên tâm. Được rồi. Con và cửu muội sẽ cùng nỗ lực. Sau này phải lo mà hiếu kính bà mẹ chồng này, chăm sóc tốt cho tiểu cô này nữa, đã nghe rõ chưa? Tứ Hỷ, nghe rõ chưa? Dạ nghe rõ, dạ nghe rõ. Tiểu cô à, sau này xin chỉ giáo thêm nha. Cô là đại tẩu của tôi, tôi sao dám chỉ giáo cho cô? Đại tẩu ăn nói lung tung. Thiếu gia, để tôi nói chuyện với muội tôi được rồi. Đi mau. À phải rồi cũng muội à. Con nói tiên cảnh nơi mà con tới đó, ở đó trông như thế nào vậy con? Trời ơi, trong tiên cảnh đó có rất nhiều loại thực vật kỳ lạ trên đời này luôn. Bọn chúng đều rất là nhỏ nhen, chỉ cần Thẩm mà đụng nhẹ vào nó một cái thôi nha, nó sẽ lập tức biến thành một một con ác ma rất là đáng sợ đáng sợ lắm luôn. Vậy hả? Kim Châu. Trời ơi Kim Châu à, muội đừng có khóc nữa mà. Hôm nay mọi chuyện đã không thể khác đi được, muội có buồn cũng vô ích mà thôi. Đều tại cha nhất mực muốn hợp tác với Lưu Lợi, hủy hoại mối nhân duyên muội vất vả theo đuổi mười mấy năm, người ta không cam tâm mà.